Trong bài giảng này tôi nói về cái chữ tâm địa. Tâm địa tức là cái chữ tâm mà được người ta gắn thành chữ địa. Tâm địa là cái cõi đất, nội tâm. Thì chung quanh chúng ta có vô số chúng sinh, từ những loài động vật bốn chân, rồi hai chân, rồi nhiều chân và không chân. Rồi có những cái loại chúng sinh mà mình không có lấy mắt thường mình nhìn thấy được, gom là nó nhiều lắm, nhiều. Đặc biệt là ví dụ như mình thấy cái dân ở Á Châu, dân Á Châu, dân ở vùng nhiệt đới đó, chỉ cần mình dở một cái tấm gỗ hay là tấm tôn mà lên, nó là ở dưới là biết bao nhiêu con. Mình đưa một cái xẻng, một cái vá xuống đất đó, là mình xúc lên là biết bao nhiêu cái sinh vật trong đó, nhiều lắm, rất là nhiều lắm. Và mình thấy rằng là mỗi một cái chúng sinh như vậy đó, nó có những cái đặc điểm sinh học, nó có những cái tập tính sinh hoạt khác nhau. Và một người không biết Phật pháp đó, thì có người họ không nghĩ đó là chúng sinh, không nghĩ đó là chúng sinh giống như mình, họ không nghĩ vậy. Họ coi nó giống như là cây cỏ đất đá vậy thôi. Và kể cả có những người Phật tử có biết dụng chút ít Phật pháp đó, thì cũng họ cũng khó ngờ được. Mấy cái con mà côn trùng li ti đó, nó cũng có một cái thân phận y hệt như chúng ta vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay bây giờ tuy nó nhỏ bé, nó u mê, nó không biết gì đó, nhưng mà phải nói đó là nó có một cái chiều dày luân hồi trong quá khứ y hệt như chúng ta, và nó có một cái tương lai cũng thăm thẳm bằng đẳng mịt mù y hệt như chúng ta vậy. Không? Tức là cho dù chúng ta có là tổng thống Mỹ hay là giáo hoàng hay là một con ruồi đi nữa, thì một cái quá khứ sanh tử cũng giống nhau. Giống nhau có nghĩa là cũng trồi lên lặn xuống y chang như vậy. Không? Rồi một cái tương lai sanh tử giống hệt nhau, có nghĩa là nếu mà không có để chấm dứt sanh tử bằng cái trí tuệ giác ngộ, thì cái quãng đời còn lại chúng ta thì cũng thâm thẳm, vô cùng vô tận giống nhau. Và cái quãng đường đó nó được kéo dài thông qua một chữ thôi, đó là chữ tâm. Thông qua một chữ tâm, trong cái tâm thức mà còn mê mờ, còn ngộ nhận, còn vô minh, còn tham ái, còn phiền não ấy, thì chúng ta chỉ có nước đi tới thôi, chứ không có cái điểm dừng. Còn cũng một chữ tâm mà có tu tập ấy, thì chúng ta hy vọng có điểm dừng. Đây chính là lý do vì đâu nè, lý do vì đâu mà bên Thiền Tông còn có cái bộ tranh gọi là Thập Mục Ngưu Đồ ấy, tức là cái hành trình tu tập tuệ quán. Nó chỉ là một hành trình của người đi săn trâu thôi. Hành trình tâm mình đó là giống như là một con trâu, một con bò, và hành giả thì là cái người mà dạy trâu dạy bò, không để nó ăn lúa ruộng người, không? Cho nên cái đây toàn bộ cái hành trình sanh tử và giác ngộ nó chỉ nằm trong một chữ tâm. Tùy cách nói, dầu các vị có người nói là chữ mê hay là chữ ngộ hay là đó, nhưng mà cũng gom lại nằm trong một chữ tâm. Tâm chính vì cái tâm ấy, nó mới dẫn mình đi về các cái đích đến thông qua các cái hành trình khác nhau. Và nếu hôm nay mà tôi điểm là một số bài kinh về cái chữ tâm địa, chắc các vị ngạc nhiên là không ngờ trong kinh nói về cái chữ tâm địa đó nó bao la như vậy. Trong kinh Pháp Cú đó, Phật dạy giữa một cái biển đời sanh tử bao la, mà ai là người có cái trí tuệ giác ngộ ấy, thì giống như là một cái người mà đứng trên lầu cao mà nhìn xuống đó, thiên hạ bá tánh đang ở dưới chân mình vậy đó. Trong trường hợp đó cái tâm á được hiểu như một lâu đài, tâm được hiểu như một lâu đài trong kinh Pháp Cú dạy như vậy. Rồi cũng có trường hợp cái tâm đó là một cái vũng sinh, chẳng hạn như thế Phật ngày dạy rằng này, các tỳ kheo, có những người mà ta nhìn vào nội tâm của họ đó, ta thấy họ còn có chỗ cứu được, nhưng mà có người đó thì ta nhìn họ đó, ta thấy họ không còn có chỗ nào để cứu. Cũng giống như một cái người mà bị lọt trên cái hố phân, gọi là cái hố phân, mà họ lọt xuống mà họ chỉ lọt cái mắt cá tới đầu gối thì còn cứu được. Họ lọt xuống ngang cái thắt lưng cứu được, họ lọt xuống cái hố phân mà ngập lên tới ngực cứu được, cái cổ cứu được, ngang mặt họ cứu được, ló lên một chỏm tóc
cứu được, ló lên một nhóm tóc nhỏ cứu được, nhưng mà họ không có ló lên cái gì hết thì Đức Phật không cứu được. À, thì như vậy mình thấy rõ ràng là cái trường hợp này, cái tâm nó được ví dụ cũng giống như là hố phân vậy đó. Và chúng ta biết rằng tùy theo các cái điều kiện, tùy theo các cái điều kiện mà gọi là điều kiện tu học và mình có được hay không, mà chúng ta có thể tu tập nội tâm mình được hay không. Điều kiện tu học là gì? Trong bài giảng hôm qua cho lớp intensive tôi có nói, cái cuộc luân hồi nó đáng sợ là bởi vì cái điều kiện để tu tập rất là khó, là vì bốn lẽ. Thứ nhất là cái khuynh hướng và bất thiện của mỗi người nó quá mạnh hơn cái thiện. Mà vì đâu vậy? Là vì cái thứ hai là tại sao vậy, là bởi vì khi mà khuynh hướng quá mạnh ấy, khuynh hướng bất thiện nó mạnh ấy, thì cái người lầm ấy, nó ít hơn là người ác, cho nên cái bạn lầm ấy, nó khó kiếp hơn bạn xấu, và minh sư ấy, thì hiếm hơn tà sư. Đó là điều thứ hai đáng sợ. Cái thứ nhất là cái ác luôn luôn mạnh hơn cái thiện, mà từ chỗ đó nó dẫn đến cái là người xấu nhiều hơn là người tốt, và minh sư thì ít hơn là tà sư. Cho nên là mình là dẫn tới cái thứ ba là mình rất dễ đón nhận những cái hướng dẫn sai lệch hơn là những cái hướng dẫn đúng đắn. Dầu là mình là một Phật tử, dầu là mình có đi học đạo, nhưng mà cái cơ hội để mà mình tiếp xúc với những hướng dẫn chính xác hiếm, phải nói là hiếm. Vì sao? Vì rất là nhiều lần tôi nói tất cả phàm phu có hai cái khuynh hướng đi tìm chân lý. Một là nhìn vấn đề như nó là sao thấy như vậy, và hai là nhìn vấn đề như mình muốn. Mà đa phần phàm phu chúng ta thì chúng ta thích nhìn vấn đề như mình muốn hơn là mình nhìn nó như nó là. Thì có nhiều cái bài pháp, có nhiều vấn đề giáo lý mà nó đi ngược lại cái suy nghĩ của mình, cái sở thích của mình, cái trình độ của mình, kiến thức của mình, nó đi ngược lại cái khả năng liên tưởng, hình dung, tưởng tượng của mình, thế là mình chống. Thì hôm này rất là phổ biến ở phàm phu chúng ta, tức là dựa vào cái biết nào đó của mình á, mình lấy nó làm nền tảng, làm thước đo, hay ai mà nói cái gì mà nó khác cái thước đo mình là mình chống. Lẽ ra đó, người bình tĩnh á, một người sáng suốt á, là phải suy nghĩ lại tại sao người ta nói như vậy. Còn đằng này là mình cứ lấy nó mình đo, mình lấy cái điều người ta nói mình đo, mình đo nó có đúng cái điều mình biết, đúng cái điều mình nghĩ, đúng cái điều mình thích, mình muốn nghe hay không. Mình nếu mình đo vô mình thấy nó không có dính, nó ăn khớp thì coi như là mình chống. Cho nên lên cuộc luân hồi có cái rất là đáng sợ, đó là một đó là cái khuynh hướng bất thiện nó mạnh lắm, mạnh hơn cái thiện. Thứ hai nữa là cái người xấu nhiều hơn người lành. Thứ ba nữa là cái cơ hội mà mình được là tiếp nhận cái lời hướng dẫn mà đúng đắn rất là khó. Và cái thứ tư, ba cái đầu những cái thứ tư đó là cái cuộc tái sinh là bất tắc, có nghĩa là mình biết mình tắt thở rồi mình đi về đâu, cái chuyện đó rất là mơ hồ nha. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, cái điều kiện để tu học là gì, gồm có bốn, đó là sinh ra ở trong một cái nơi chốn mà nó thích hợp, nó thuận tiện để mình trau dồi đời sống tâm linh. Cái này rất là quan trọng. Đừng có tưởng là đâu cũng được, miễn là tôi có lòng. Sai. Quý vị thấy mình Úc không? Cái người mà có lòng cầu Phật pháp cũng có đó chứ. Nhưng mà muốn mình Úc mà muốn gặp chư Tăng á, thì các vị phải ở đâu? Các vị ở Sydney hay là ở Brisbane hay là ở Perth hay là ở Queensland hay là ở khác nhau. Tôi tin chắc bọn là các vị về New Zealand. Thì mình Úc thôi đó. Còn bên Việt Nam ấy, thì các vị biết rồi, không? Các vị Việt Nam, các vị ở Tây Ninh ấy, thì các vị nghĩ sao? Các vị ở Tây Ninh ấy, thì các vị có gặp được Chư Tăng không? Vì hơi khó. Các vị ở Bình Phước cũng hơi khó. Còn các vị ở Sóc Trăng, Bạc Liêu thì các vị chỉ có gặp Chư Tăng Khmer thôi. Các vị có nghe được tiếng Khmer không? Và các vị để ý Chư Tăng Khmer thường cái pháp, các vị nói cái đề tài gì? Đồng ý là một nguồn, một góc ra hết đều là Phật giáo Theravada hết, đúng. Nhưng mà tôi dám bảo đảm là cái Phật pháp mà mình được học ở mỗi nơi mỗi khác, ví dụ như Chư Tăng miền Trung gồm có Huế, Hội An, Đà Nẵng, có Chư Tăng hay không? Là tôi tin chắc rằng cái điều kiện để mình học giáo lý ở ba nơi nó không giống nhau, tôi thề học và nó là không thể nào giống nhau. Thứ hai, mình ở Huế là khác, rồi mình ra tới
Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, rồi tới Vinh, rồi tới khác, rồi ra tới ngoài Hà Nội, rồi ra nữa là Hà Giang, rồi Cao Bằng, Lạng Sơn, rồi khác nữa nha. Đừng có nói là tôi là người Việt Nam, tôi là đạo Phật, ở đâu cũng vậy. Sai, sai. Ngay trong miền Tây Nam Bộ là mà các vị ở Vĩnh Long nó khác ở Trà Vinh, mà ở Trà Vinh thì nó khác ở Bạc Trăng, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, nhớ nha. Nên cái chuyện đầu tiên ý, cái cơ hội để mà tu tập đầu tiên ý, là cái trú xứ. Trú xứ, và trong kinh nói chư Phật ra đời là các ngài cũng ở có nơi có chốn, mặc dù cái khả năng mà di chuyển cái chư Phật thì cũng không giới hạn đúng, nhưng mà trong kinh có cái chữ gọi là mấy sanh tâm đề xá, tức là cái trung tâm văn minh ý. Cái chỗ mà hàng tứ chúng dễ dàng lui tới, chứ còn mình ở cái chỗ mà xa xôi khuất nẻo tứ chúng khó khăn lui tới rồi thì cũng mệt, thấy không? Cho nên cái trú xứ mà các vị cũng thấy là ở ở trên thế giới hiện giờ mang tiếng là mấy trăm quốc gia, thật ra cái trình độ đại học ở các cái quốc gia khác nhau. Ví dụ như mình thấy có những đại học lớn trên thế giới nó thường tập trung ở đâu, nhưng Nhật Bản á, là chỉ có tới ba hoặc bốn, Nhật Bản giàu như vậy, giỏi như vậy mà chỉ có ba hoặc bốn cái đại học mà đẳng cấp quốc tế thôi. Còn Trung Quốc thì mình thấy chỉ có hai cái nổi tiếng là Phúc Đáng ở Shanghai, rồi một cái là Thanh Hoa ở Beijing. Còn ngoài ra thì các vị muốn kể thêm thì tùy, nhưng mà các tôi biết hai cái là hai cái đỉnh của Trung Quốc đó. Rồi một cái là Đại học Hồng Kông, rồi một cái Đại học Singapore, một cái một thôi. Còn đa phần nó tập trung ở ở ở ở Âu Mỹ, mà Âu Mỹ nó trắng ra Âu đây là Tây Âu nha, như Thụy Sĩ có cái ETH ngoài Zurich, Pháp có cái Sorbonne, rồi Đức thì nó có cái Heidelberg, hoặc là ở München, ở Bonn nó có mấy cái đại học, Bonn có đọc nổi tiếng. Anh là có Cambridge, Oxford, rồi Mỹ thì nhiều, Mỹ thì mình có Yale, rồi Stanford, rồi Harvard, rồi UW, hay là Rice, hay là Duke. Thì mình thấy là muốn ăn học tới nơi tới chốn thì mình phải nói đó, mình phải ở đâu và ở đâu. Cho nên cái chỗ ở rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là trước hết là mình ở đâu, thứ hai là mình thường tiếp xúc với ai. Tiếp xúc với ai, mình cũng ở cái chỗ văn minh đó, nhưng mà cái vùng của mình, cái khu vực, cái địa phương của mình nó không có điều kiện mà cao dồi. Bởi vì sao, là bởi vì ở đó không có thầy bạn về tâm linh, ở đó có mấy giáo sư đại học, có những người thương gia doanh nhân, có những chính khách, có những thượng sĩ dân biểu, thượng sĩ nghị sĩ dân biểu có, nhưng mà ở đó mình để trao dồi tâm linh có. Cho nên để trao dồi đời sống tâm linh nó phải đòi hỏi rất là nhiều điều kiện. Trong kinh nói một là bát tia ru bát đi sa va sát, là trú xứ và thích hợp. Cái trú xứ nó dễ dàng để mình trao dồi đời sống tâm linh. Thứ hai là sắp của rí sắc sang si bát, có nghĩa là điều kiện để mình tiếp xúc với mấy người mà họ có cái thành tựu đời sống tâm linh. Và cái thứ ba là sắp thăm mắt sa va đạt, là có điều kiện để mà lắng nghe đó. Mình ở gần người giỏi nhưng mình không có điều kiện lắng nghe. Tôi ví dụ như các vị biết hôm nay, nhưng mà các vị đi về bên Myanmar, ngài Pao bây giờ ngài nói chuyện đâu có nổi đâu quý vị. Các vị biết mà, ở đây ai mà có tiếp xúc với Miến Điện nhiều, không biết lúc này các vị có biết không, chứ ngài ngài Pao sẽ đo bây giờ yếu lắm rồi. Cái chuyện mà các vị mà gặp ngài nếu mà hỏi này hỏi kia thì tôi nghĩ là zero, ngài không nói không nổi nữa đâu. Nhiều lắm là trình pháp thì ngài cũng để cho mấy vị assistant lên, chứ còn ngài nói không nổi nữa. Ngày đi còn không nổi, mà đi phải có người kè, người dắt dìu cũng lắm mới đây, mạnh lắm không. Rồi ngài Sitagu xe đo thì ngài là một nhân vật mà phải nói là gọi là con sư tử đó, con sư tử của Tăng Già Miến Điện, một ông vua không nghe. Ngài vừa giỏi vừa nổi tiếng, là ngài cực kỳ bận rộn. Rồi ngài Nam La Thứ Văn Sai, ngài là hiệu trưởng của cái trường mà đại học truyền giáo ở ở Yangon, ngài cũng đi đi về về nên vô. Nhưng mà sao ta, cái vị chỉ nghe nói ngài là giảng sư toàn quốc thường xuyên thuyết pháp ở trên TV. Ngài là cái vị mà coi như là nắm hai cái trường đại học của cùng một lúc, họp hành giáo hội, rồi chưa kể trước đây ngài còn đến toàn còn đi nước ngoài nữa, thì hỏi chứ cái cơ hội đâu nếu mà ngài gặp mình không. Cho nên cuối cùng thì cái cơ hội nghe pháp đó là cái thứ ba, có dễ được ở trú xứ thích hợp, được gặp cái minh siêu thiện hữu. Nhưng mà có cái thứ ba là mình có chịu lắng nghe hay không, và người ta có điều kiện nói với mình nghe hay không, nó là gì không. Vậy cái cuối cùng là phải thực tập, phải có hành trì. Tham ma đúng tham ma phải có cơ hội hành thì phải có hành trì, phải có thực tập.
Thì đây là bốn cái điều kiện. Cái chuyện mà các vị thực tập hành trì mà có đến nơi đến chốn hay không, cái chuyện chúng nó bàn, mà tôi chỉ có nói một chuyện là có thực tập hay không, có lòng hành trì hay không, đó là chuyện khác. Thì như vậy chỉ bàn về chữ tâm địa thôi, thì tôi đã nói đem ra một số vấn đề cho bà còn thấy. Tức là tùy thuộc vào những cái điều kiện đó trong dòng sanh tử luân hồi, mà khi mà sanh ra chúng ta có điều kiện để mà tu tập hay không. Kinh ơi, chắc chắn ở đây ai có đọc kinh tạng thì biết rõ tôi đang nói kinh nào. Trong bài giảng này chúng ta có thể nói phải trong bài giảng này, 1 giờ đồng hồ này chúng ta có tất cả chục bài kinh để nói. Như khi nãy chúng ta có được 2 bài kinh, đó là một bài kinh để Phật dạy rằng cái nội tâm của mình đó, nếu mà khéo tu tập đó, thì nó giống như một cái tòa lâu đài vậy đó. Rồi cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy một nội tâm mà không có tu tập đó, nó giống như cái ngôi nhà, cái mái nhà mà không có được lợp kỹ, mưa nó dột nè. Tùy mình thôi. Và bữa nay mà tôi trích dẫn một số bài kinh tập bị nghe thấy khiếp khiếp ở chỗ là chỉ cái chữ tâm địa mình còn dùng rất là nhiều hình ảnh. Tùy thuộc vào cái chuyện mà mình có tu tập hay không mà cái nội tâm của mình nó như thế nào. Nói theo trong kinh Phật nó có một thứ gọi là tâm thức lâu đài, nó có một cái tâm thức nhà dột, nó có một thứ tâm thức hoang mạc. Thế nào là tâm thức nhà dột? Tâm thức nhà dột tức là một cái tâm thức mà dễ dàng bị tấn công bởi 6 trần. Tức là khi mình thấy mình nghe cái mình không vừa ý thì mình nổi sùng lên, còn khi mình gặp cái gì nó ngọt ngào hấp dẫn thì mình đắm đuối đê mê trong đó. Cái thứ nội tâm mình dễ dàng bị tấn công bởi 6 trần đó là cái thứ nội tâm, do được ví dụ như là cái mái nhà vụn lợp, mái nhà mà dễ bị dột, mái nhà lủng, mái nhà thưa. Được, bản cái bản 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 tiếng Hán của Nhật, bản tiếng Hán của Tàu hoặc của Nhật, do ông thường bàn đại định dịch ốc lậu nghĩa là cái nhà mà bị dột ấy. Cái tâm mình như ốc lậu có nghĩa là cái tâm mình như cái nhà bị dột, tâm mà không có cái khả năng là phòng ngự. Còn cái tâm mình giống như lâu đài đấy, nghĩa là cái tâm của cái người mà gọi là tiêu dao thoát ngoại phương ngoài, ở trên nhìn xuống, ở ngoài nhìn vào thiên hạ, lòng ở ngoài muôn cõi, thân có thể ở phố chợ, thân có thể còn còn gọi là kề cận gần gũi với dân gian, nhưng mà tâm là ở cõi ngoài rồi, thì đó được gọi là tâm như lâu đài. Đấy. Còn có một trường hợp nữa, tâm giống như một phế tích. Ở đây chắc các vị trong room này ngạc nhiên vì cái kinh nào ta, kinh nào mà xài chữ phế tích nghe lạ quá. Lạ quá. Đó là trung bộ kinh bài số 16, không, bài số 16, bài kinh gọi là tâm hoang vu. Thì ngài Minh Châu, ngài căn cứ vào bản Hán tại ngài dịch là tâm hoang vu, nhưng mà ở trong chú giải mình á thì cái chữ chê tô khí lát, chữ khí lát đâu nó giải thích là sao. Khí lát này nghĩa là cái châu vào đó, cái châu vào đó, hoặc là khanu cát, có nghĩa là lởm chởm gồ ghề, mà nó cũng có nghĩa là hoang phế bụi bặm nè. Cho nên mình gặp chung là vậy, là phế tích. Phế tích, tâm là như một phế tích này. Một phế tích, một cái phế tích, một cái ruin site, một phế tích. Phế tích các vị biết mà, có nghĩa là nó không được chăm sóc và cũng rất là khó để mà tiếp cận. Ở đây ai là người Quảng Nam chắc biết cái trung tâm di chỉ Đồng Dương. Đồng Dương, Đồng Dương ở Mỹ Sơn nha. Cái chỗ đó nó là sau rất là nhiều năm được các bộ phận chính phủ và quốc tế can thiệp, khai quật các cái di tích cổ Chăm Pa đó, vậy đó, mà đường vào rất là khó khăn. Chúng tôi có từng tới đó một lần, từng tới đó một lần, đường vào xa xôi lắm, mà vào đường đi rất là khó khăn, cây cối rậm rạp, rồi đất đá gạch lõm chõm gồ ghề, mình theo dân địa phương mà nó trong đó rắn cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ chắc lẽ là nhiều khách du lịch đến thì nó bớt rồi, mà trong đó rắn rắn lớn, rắn hổ rắn lớn nhiều lắm. Phế tích mà.
Thì thế nào là một nội tâm như phế tích? Thưa quý vị, một nội tâm như phế tích là một nội tâm mà không có được chăm sóc về tính, về tánh, về niệm, về định, về tuệ. Một cái nội tâm mà hoang mang nghi hoặc về Đức Phật, về bậc đạo sư của mình, không biết là Phật có đúng là ngài có giác ngộ, rồi có trí tuệ, rồi có lòng đại bi, đại lực, đại từ, đại dũng như là trong kinh mô tả không? Lòng hoang mang về đạo sư, lòng hoang mang về giáo pháp, về công dụng, về ý nghĩa của giáo pháp. Và khi mà mình hoang mang nghi hoặc về Phật, về giáo pháp thì đương nhiên là dẫn tới cái khổ. Cái thứ ba đó là hoang mang nghi hoặc về về tăng bảo. Mình thấy mình một cái nhóm người xuất gia ăn mặc cũng giống mình, thì người ta xì xâm, nó gọi là sư, là thầy, nhưng mà biết về ông này thì có phải là đại diện cho Phật, cho pháp hay không? Họ không có hiểu cái chữ tăng bảo thật sự nghĩa là gì. Tăng bảo thật sự có nghĩa là cái người mà có pháp trong lòng, cái người mà trên nó thì xem Phật là thầy, mà thứ hai nữa là có pháp trong lòng thì cái người đó được gọi là tăng. Dầu cho có tóc, dầu có gia đình thì vẫn được gọi là tăng. Tôi biết trong rung thế nào cũng có người nổi điên lên với định nghĩa này, nhưng mà tôi xin nói rõ, nếu các vị là Phật tử Nam Tông, các vị đọc giùm tôi cái bài Sipatipanno gì đó, mà lễ Phật là Itibiso, bài thứ hai là bài lễ pháp là Swakato, thứ ba là bài lễ tăng là Sipatipanno, thì trong đó có nói đệ tử Thế Tôn gồm 4 đôi 8 vĩ, tức là 4 đạo 4 quả, chứ trong đó không hề nói cái chuyện mà tăng tục cạo đầu là có tóc, trong đó có nói. Tôi chỉ có phải không? Trong đó hoặc là nói gọn hơn là đệ tử Thế Tôn gồm có phàm tăng và thánh tăng, đó là do đời sau nói. Còn trong kinh Đức Phật kể đó, ngài chỉ kể có thánh thôi, thì cái đệ tử của ngài đó là chỉ có thánh thôi. Vì sao? Vì phàm nó sao khi mà nghe lúc còn sống mà chỉ cần mà bị một cái bệnh hoạn mất trí đó, thì lúc đó trong lòng họ Phật pháp là zero, không? Rồi bây giờ họ lăn đùng ra họ chết thì Phật pháp cũng là kết thúc, chỉ có thánh thôi. Một khi đã chứng thánh rồi thì từ đó cho đến lúc tiến bàn thì tam bảo luôn thường trụ trong lòng của họ nha. Cho nên họ mới được gọi là tăng bảo. Tăng bảo theo cái nghĩa là chuyên môn đó, là 4 đôi 8 vị nha. 4 đôi là đạo quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, nhị đạo, sơ đạo, nhị sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, đó là 4 đôi. Còn 8 vị tức nghĩa là tính là 4 đôi tính rời ra. Sơ đạo là 1, sơ quả là 2, nhị đạo là 1, nhị quả là 2, tổng cộng là 8, 4 đôi 8 vị, thứ sông bát bối, không? Thì một người mà không có cái niềm tin nơi Phật, thì không có niềm tin nơi pháp, thì tự nhiên hoang mang nghi hoặc trong tăng. Rồi tiếp theo là hoang mang nghi hoặc ở trong tam học, ở trong cái đường lối hành trì nó có đúng hay không. Và cái thứ ba nữa, cái thứ năm á, Phật pháp tăng, rồi cái nghi hoặc về tam học, và cái cuối cùng đó là bất mãn với thầy bạn. Có nghĩa là mình tu thì Phật là Niết Bàn rồi, thì chỉ còn mình lại còn có kinh điển và tăng ni Phật tử, mà mình chống đối người này, mình bất mãn người kia, cuối cùng thì mình còn tu có mình tu nổi hay không? Các vị có bao giờ được cái dịp mà nhìn thấy hình ảnh mà các vị tôn túc Thái Lan, tôn túc của Miến Điện, tôn túc của Tích Lan mà gặp nhau, các vị thấy hoan hỷ lắm. Người ta đã là tăng thống rồi, người ta là hiệu trưởng, là viện trưởng, người ta là thiền sư nổi tiếng toàn cầu, toàn quốc rồi. Vậy chứ, dầu ở trên thiền viện, học viện trên núi cao hay là trên phố lớn, khi mà gặp nhau, các vị một lòng thương kính nhìn, các vị tôn túc đảnh lễ nhau, thấy thích lắm. Và không, tôi có post lên trên cái Facebook của tôi, hình ảnh của hệ trong đó tôi không có ghi, mới ghi cái phần bên dưới là ai đến lễ ai, thì biết cái khiếp ngài Sitagu đó, nhà Nisara, ngài là ông vua, gọi là một vị sư, nhưng mà vua không nghe, tức là ngài là hoạt động xã hội, hoạt động tôn giáo, rồi trường lớp tăng ni, bệnh viện, ngài làm việc kinh khủng lắm. Mà ngài gặp ngài thiền sư Sipao, ngài quỳ sập trước là đảnh lễ, nó đẹp lắm, nghe đẹp lắm, quỳ sập trước đảnh lễ. Hoặc là như ngài tăng thống ngài Upumara Siro, là ngài là tăng thống, ngài là doctor đó, ngài tiến sĩ, mà đồng thời ngài là tăng thống của Phật giáo Miến Điện bây giờ đó. Mà khi mà ngài gặp một cái vị lớn hơn, dù không chức vụ gì, ngài vẫn quỳ ngài lại đẹp lắm. Rồi ngài Mingun, ngài Mahasi,
khi về gặp các vị tôn đức trưởng lão, các vị nó quỳ sập xuống, mà mình thấy ở đó giờ mình thấy toàn người ta lạy ngài Ma Si thôi. Bây giờ mình thấy ngài Ma Si ngài lạy vị khác đã lắm. Vì sao? Vì trong đời tu trên đầu mình ấy có Phật, có pháp, trên đầu mình ấy có các bậc cha bậc thầy của tăng chúng, trên đầu của mình nó còn có các vị siêu huynh, đại siêu huynh, siêu thúc, siêu bá. Chứ còn một đời tu mà bất mãn tùm lum hết thì tu với ai? Cho nên cái người mà không có niềm tin hoặc là dao động cái niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, nơi đường lối hành trì của tam học và bất mãn thầy bạn, thì cái đó được gọi là người sống với một cái nội tâm phế tích. Một nội tâm không được chăm sóc và không còn giá trị nữa. Như vậy thì mình thấy cái chữ tâm địa hay lắm. Mình sống như thế nào mà mình có một nội tâm như là phế tích? Mình sống như thế nào mà có một nội tâm như là một mái nhà dột? Mình sống như thế nào mà có một nội tâm như là một lâu đài? Là chưa hết, không còn nữa. Trung kinh nói ngày sẽ là Phật, ngày mình khéo, mình không khéo tu, cái tâm mình giống như một cục sắt vậy đó. Ở đây chắc bạn con biết cục sắt, cái cục vàng á, mình càng đánh bóng nó càng sáng, cục ngọc mình càng đánh nó càng sáng, còn cái cục sắt thì sao? Càng đánh nó càng mòn. Nó sáng thì nó sáng tạm thôi, nó sáng tạm thôi. Nhưng mà càng đánh, chỉ đầu tiên là càng đánh thì càng mòn, đúng. Cái đó, cái kim loại nào mình đánh cũng mòn, nhưng mà cái sắt nó hơi một đặc biệt. Càng đánh thì càng mòn. Mà hãy một ngày thôi, một ngày 24, 36, 48 tiếng mà không có đụng tới nó là bắt đầu nó reset. Tâm phàm mình nó luôn luôn chờ đợi cơ hội để nó reset. Rồi có người tâm hỏi nhân viên ngọc, những cái Phật này so sánh là tâm của vị mà tu tập đàng hoàng giống như một viên ngọc, một viên lưu ly vậy đó, dù dồi mài đánh bóng càng lúc càng sáng này, giá trị có ý nghĩa trong cuộc đời. Còn không đó thì mình chỉ là một cục sắt thôi. Cho nên càng tu cái tâm mình giống cục sắt, hay là tu giống như tâm giống như viên ngọc đó. Rồi chưa hết, nó có một thứ tâm thức gọi là tâm thức hoang mạc, gọi là đích cái căn ta đấy. Một cái thứ tâm thức rừng thẳm. Có thứ tâm thức ngại, tâm thức lâu đài, tâm thức nhà dột, tâm thức trong ngọc, tâm thức sắc rỉ. Rồi bây giờ nó lên có một thứ tâm thức hoang mạc và tâm thức rừng thẳm. Thì có hoang mạc và rừng thẳm là sao? Căn ta rá là sa mạc, mà cũng nghĩa là hoang mạc. Còn cái gá hành áp còn nghĩa là rậm rạp hay là rừng thẳm, rừng hoang, rừng già, rừng nguyên sinh. Cái Phật này giải rằng trên đời này chúng sinh thì nhiều vô số, và cái môi trường sống thì cực kỳ phức tạp. Cho nên ngài dạy rằng cho đến bao giờ mà còn là phàm phu, chưa có trừ được thân kiến, thân kiến là chấp ngã đó, trong thân và tâm này, thì chúng sanh phàm phu luôn luôn mà bị vướng kẹt vào các thứ tà kiến. Mà gom gọn là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến gồm có ba, có nghĩa là chấp rằng có một cái tôi, có một cái linh hồn, có một cái tôi, có một linh hồn, mà nghĩ nhân A, tầng nhân B gì đó, đời đời kiếp kiếp bỏ xác này nó đi qua một cái xác khác, giống như chim bỏ lòng mà bay qua xứ khác vậy đó. Ai đem con sáo sẵn xong để cho con sáo bắt công bay về, có nghĩa là chết rồi thì mà cái nó đi qua cái lòng khác vậy thôi. Đại khái như vậy. Tin là có một cái tôi, có một cái bản ngã thường trụ, thường hằng vĩnh cửu, thì đó gọi là cái thường kiến một. Cái thường kiến hai là tin vào cái sự hiện hữu của một cái đấng chí tôn cao vời, thượng đế nào đó quyết định an bài mọi sự. Tin thứ nhất là cái thường kiến có ba, một là tin vào một cái tôi thường hằng bất biến, cái hai là tin vào một cái đấng chí tôn đời đời bất tử và có cái quyền năng an bài sắp xếp mọi sự ở đời. Và cái thứ ba là tin có một cái cảnh giới đời đời bất tử, cực lạc thiên đàng, giàu của chúa hay của hồi, không thì cái đó được gọi là thường kiến ba. Thường kiến có ba, không rồi đoạn kiến. Đoạn kiến nó cũng có ba, một là vô hữu kiến, là cho rằng nó là vô hành kiến đó, thì nói vô hành trước. Vô hành kiến là cho rằng không thiện ác gì hết, thích thì làm, cái gì vui thì làm, ở trên đời không có thiện ác. Thứ hai gọi là vô nhân kiến, có nghĩa là không có tin vào cái nguyên tắc nhân duyên,
Mọi đúng ra mình phải hiểu mọi thứ ở đời là do duyên mà có, và đã có rồi phải mất đi. Và đằng này mình nghĩ là mọi thứ ngẫu nhiên mà có vậy thôi, là vô nhân kiến. Và cái thứ ba nó gọi là vô hữu, thì ông này mới đặc biệt. Vô hữu kiến có nghĩa là phủ nhận triệt để và toàn bộ, toàn tập tất cả những gì mà bản thân mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được, thì bèn cho rằng cái đó không có. Đây là một cái thái độ rất là ảo, tôi đã nói rất là nhiều lần với nhiều người tự cho mình là người, người thời đại, người văn minh. Tôi hả, tôi là ma quỷ tôi mới tin. Và cái vụ mà tâm linh và vớ vẩn mê tín rẻ tiền cái thứ tin đàn bà đó tôi không có mang. Tôi là tin cái gì phải chứng minh được, nghe thì nó sang nhưng mà ngồi ngẫm ngẫm lại nó rất là phản khoa học. Là vì sao? Anh muốn tin cái gì thì anh phải cần cái bằng chứng đúng, nhưng mà anh muốn bác cái gì thì anh cũng phải có bằng chứng. Và đằng này á, là những người mà tôi vừa nói đó, họ có khuynh hướng là họ bác cái gì mà bản thân họ cái trình độ họ nó không cho phép, họ không thấy được họ bèn bác. Ví dụ những đề ma quỷ, những đề khuất mạc, khuất mặt. Tôi không phải rao giảng để tôi bắt mọi người phải mê tín dị đoan, nhưng mà tôi chỉ xin quý vị cẩn trọng giùm một tí, muốn tin thì phải có bằng chứng đúng, nhưng mà muốn bác thì cũng phải có bằng chứng không. Chứ còn mà mình đem bài kiến thức cấp 3, cấp 2 và kể cả hàng vài năm đại học mà mình học cũng chuyên ngành, mình học về bên siêu phạm, mình học về, về văn chương, mình học về vật lý, mình học bên điện, học về bên nông lâm, học về bên kinh tế, học về bên ngoại giao, học về bên ngoại ngữ, rồi mình lấy một cái mớ kiến thức của mấy năm đó rồi để mình đánh giá, mình nhận xét toàn bộ vũ trụ, thì tôi e rằng hình như nó có hơi hơi ảo không, hơi ảo không. Cho nên cái vô hữu kiến là phủ nhận triệt để những gì mà mình không thấy, không hiểu và không chứng minh được, rất là nguy hiểm. Thì đó là cái đoạn kiến. Cho nên thứ nhất là mà những cái gì mình không chứng minh được, kiếp trước kiếp sau thiên đường địa ngục siêu đọa phàm thánh dẹp, mấy đó không có, vì cái đó tôi chứng minh được, tôi không có thấy được, tôi không hiểu được, dẹp cái đó không có, nhớ nha. Thì đây là ba cái đoạn kiến. Như vậy thì thường có ba mà đoạn có ba, mà được chia ra chi ly thì có 62, nhưng mà nói cho dễ nhớ thì mỗi thường có ba mà đoạn có ba là chắc ăn nhất không. Thì là khi mà mình gọi là còn là phàm phu, mỗi một kiếp sống mình tạo ra rất là nhiều cái thiện nghiệp ác nghiệp, đương nhiên phần lớn là ác nghiệp, nghiệp bất thiện. Cho nên cái đời sau sinh ra nó mình phải sống trong những cái môi trường, những điều kiện, những hoàn cảnh, những bối cảnh đấy mà rất dễ dàng để mình tiếp tục tài kiến không. Ví dụ như mình có trí tuệ, mình có niềm tin, mình có chánh kiến, thì mình có thể sinh ra mình tiếp tục mình tái hợp trùng phùng, tái ngộ tao ngộ với những bậc hiền trí, những người có niềm tin hay chánh pháp. Nhưng mà nếu mà mình gọi là không có tin gì hết, sống là thoải mái xô bồ sa đà không, buông trôi, gọi là buông trôi thả nổi không, thì cái chuyện mà mình xâm trở lại đó, mà mình phải bị bệnh hoạn đói nghèo tàn tật dốt nát, không có điều kiện trau dồi, thì khả năng rất lớn. Và cái vị biết rồi, cái bối cảnh sống mà nó càng mù mịt chừng nào thì cái đầu mình nó càng tối theo chuyện đó, mình phải tin cái chuyện đó. Các vị tưởng tượng nên mờ sáng là tôi đã phải cầm một cọc vé số tôi đi rồi, mờ sáng là tôi đã phải xuống ruộng tôi mò cua bắt ốc. Rồi tôi là mà chiều tối là cái đỏ đèn là tôi phải phấn son ra đường đứng không, những đêm khuya đó là mà 3, 4 giờ sáng là tôi phải gánh gánh dẹ gánh cháo tôi ra chợ. Các bạn tưởng tượng đi, những hoàn cảnh như vậy thì cái thời giờ đâu để mà tôi sống tâm linh, rồi tâm tình nào để mà tôi sống tâm linh. Thời gian không có, cái tâm tình, cái điều kiện tâm lý không có, thế là tôi chìm sâu gắm chặt vào trong cái bóng tối của nhận thức. Lúc đó bây giờ là gặp ai tin ấy, trên đường đi bán dạo mình gặp một cái thằng đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Ấn, đạo Do Thái, đạo đạo ông Tư bà Táp, nước sôi nước lạnh, đạo khoai, đạo chuối, cái gì tôi cũng tin hết. Bởi vì thật sự tôi không có thời gian, tôi không có thời gian, thì tôi thấy đứa nào nó gần tôi nhất mà nó cứ rỉ rả lải nhải lảm nhảm thì tôi tin đó. Mà tôi thấy ông Nhân mà tôi giảng dày mà còn ngáp rồi, tôi nghĩ là họ. Cho nên cái hạng thứ ba này đó được gọi là tâm thức rừng thẳm, tâm thức rừng thẳm, nhớ nha, cái này là tâm thức rừng thẳm rất là dễ sợ. Hồi nãy tôi nói rồi, tâm thức lâu đài, tâm thức nhà dột, tâm thức phế tích,
Bây giờ mình học qua cái công thức rừng thẩm, có nghĩa là chỉ cần mà nó thiếu một chút điều kiện thôi là nó đi tuốt lốt. Bây giờ tôi cho các vị một gợi ý thôi, ngay ở trong cái pháp hội này nè, trong lớp học mình nè, cái tâm thức của nó đã có thứ 84.000 tâm thức trong đó. Tâm thức nhà dột là sống không có phòng ngự. Tâm thức lâu đài là có những lúc mình nhìn lại cái con người cũ của mình, mình thấy ớn. Mình nhìn lại những người xung quanh không có tụ tập, mình thấy ngán. Đó là tâm thức lâu đài. Rồi tâm thức phế tích là có những lúc mình hoang mang nghi hoặc, không chịu học giáo pháp. Một là không chịu học, hai là không có điều kiện học. Ba, cái hạng thứ ba nữa mới là tình là tan thư này. Bạ đâu cũng học, không chịu học, không có điều kiện học, hoặc là học không nổi là đã đành nữa. Nó có cái loại thứ ba là bả đâu cũng học. Thì phải nói rằng nói sơ qua thì mình chỉ lấy mắt mình nhìn là đúng là người hiếu học đó, bả đâu cũng học. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ lại thì các vị tưởng tượng đi, tôi học làm bánh tiêu, tôi muốn làm bánh tiêu, tôi muốn làm bánh xèo, thì theo các vị tôi có đi nên đi học tùm lum không? Cái này phải cẩn thận. Nói ẩu, nói vô tội vạ đó thì đúng, học tùm lum tốt chứ, học càng nhiều càng kinh nghiệm. Chứ mình các vị tưởng tượng, tôi không có nhiều thời gian, tôi cần đi làm để tôi nuôi chồng nuôi con nuôi mẹ nuôi cha tôi, mà tôi phải làm sao mà tôi có thời gian để mà tôi đi học tất cả mọi người trong thiên hạ. Thế là tôi phải có cái chọn lọc, chọn lọc trong 8 con nhỏ bạn còn có thể dạy tôi làm bánh tiêu, tôi nên học cái nhỏ nào tốt bụng làm nghề mà không giấu nghề. Nó tốt bụng là nó giấu nghề, mà phải thêm nó làm nghề đó. Ví dụ như vậy. Còn đằng này đó là không có chọn lọc gì hết, không có chọn lọc gì hết, cho nên đó là bả ai cũng học. Cuối cùng học với đứa mà nó ác ý, nó cũng dạy không hết nghề. Hai, dạy mình đi đến học với một đứa có thiện chí nhưng mà cái, nó không có làm nghề, nó phải giỏi. Cuối cùng cái nghề bánh tiêu tôi phải dở dang, phải bỏ nghe. Phật pháp cũng vậy, Phật pháp ngụy trang như vậy đó. Thì nó có một thứ tâm thức là tâm thức hoang vu, tâm thức hoang vu hay là tâm thức rừng thẳm, tâm thức hoang mạc. Có nghĩa là khi cái kiến thức của mình mà không có được trao dồi đó, thì một là mình không biết gì, hai là mình biết tập bậy, biết tập bậy, không? Cho nên là mình học xong cái tâm thức phế tích rồi. Tâm thức phế tích là tâm hoang vu của nhà Minh Châu đó, nhà Minh Châu gì là tâm hoang vu. Rồi cũng ở trong Trung Bộ Bài Kinh Chánh Diệu Kiến thì Phật này cho mình một cái thứ tâm thức nữa, đó là tâm thức rừng thẳm. Tiếng Bali kêu là Gahana Dithi Kantara, Dithi Gahana Dithi Kantara, tức là cái sống bằng cái tâm thức hoang vu của tri kiến, dễ rất là dễ sợ. Bây giờ mình nói mình là Phật tử, chứ còn hồi nãy tôi mới nói bà đâu học đó, cuối cùng cái thiền quán trong đầu mình thì của bà Ao mớ, Mô Cốc mớ, Sumin mớ, Upadita mớ, Ma Si một mớ, các vị nghĩ nó chịu nổi không? Rồi bây giờ học qua học A Di Đà thì học 8 thầy. Tôi không xin nói rõ, chúng ta không có nên phê phán nhận định thầy nào hết, nhưng mà tôi nhắc lại nữa, cẩn thận. Bởi vì lan man quá, coi chừng bị nó bị loạn. Tất cả thầy bà dạy cho mình về thiền, dạy cho mình về giáo lý, nên nhớ phải cẩn thận cái này. Ít nhiều họ đều gắn vào đó cái nhãn hiệu của họ, họ áp đặt vào đó cái dấu ấn cá nhân của họ. Cho nên Phật pháp mình nên học với cái thái độ tham khảo thì tốt nhất. Cái đại kỵ là thờ thầy nha. Tôi nói thật, nếu mà các vị khoái thờ quá, có cái máu thờ đó, thì thôi thờ Tâm Tạng, thờ Đức Phật, thờ Ngài Xá Lợi Phật. Ngài Xá Lợi Phật là Bồ Tát Sa Di Đà, còn thờ Ngài Bồ Tát Cụ Sáng là Bồ Tát Tịnh Đạo, hoặc là thờ Đức Phật là thờ phần kinh điển còn lại, ví dụ như vậy. Nếu mà phải thích thờ đó, cái đại kỵ là chọn một vị thầy chỉ vì vị đó có cách nói hợp với cái tạng phủ của mình, với cái cơ địa của mình, rất là nguy hiểm. Sơ sẩy một chút thì mình sẽ lọt một cái loại cái dạng mà Đức Phật Ngài mới vừa gọi đó, gọi là tâm thức rừng thẳm, tâm thức hoang vu, tâm thức của người mình bị tà kiến. Làm một chút thôi, trên danh nghĩa thì mình vẫn là Phật tử, trên nhãn hiệu mình vẫn là Phật tử, là một hành giả tứ niệm xứ. Nhưng mà cẩn thận nha, lọt vô tà kiến chỉ có một gem, từ chánh kiến qua tà kiến chỉ có một gem, ai làm thợ may nghe tôi nói một gem, nhau hiểu một gem là nhiêu không? Rồi, cho nên nó có một cái thứ tâm thức gọi là tâm thức lâu đài, tâm thức phế tích, tâm thức nhà dột, tâm thức ngọc quý, tâm thức sắc rỉ, tâm thức rừng thẳm.
Ừ, thì tùy thuộc vào mình. Và tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Mình biết hay không biết, biết hay không biết, thì mình vẫn kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo làm một cái tên thợ hồ cần mẫn tô hồ trát vữa để mà xây dựng chốn về mai này của mình. Mà chốn về đó có thể là một lâu đài, có thể là một ngôi nhà cấp 4, và có thể là một cái chuồng heo, một cái chuồng ngựa, một cái chuồng bò, một cái chuồng trâu, khó nói lắm. Nhưng mà mỗi phút trôi qua chính tay các vị đang tha về từng cọng rơm để làm tổ chim cho mình mai này. Chính từng phút trôi qua các vị đang âm thầm đào đất để mà chuẩn bị một cái hang cho mình sau này. Chính từng phút trôi qua các vị đang là lợp mái tranh cho cái chuồng bò, chuồng heo của mình sau này. Chính từng phút trôi qua chính bàn tay các vị đang là tô hồ chắc vữa cho cái lâu đài của mình, cho cái ngôi nhà cấp 4 của mình. Từng phút trôi qua, dù biết hay không. Cho nên cái này chúng ta theo kinh điển thì mỗi phút trôi qua chúng ta sống bằng cái thứ tâm thức nào, chính cái cõi tâm thức ấy nó chính là chốn về, mà nó cũng là hành trình, nhớ nha, nó là journey mà nó cũng là destination, đều trên một chữ tâm như thế. Nó là journey mà cũng là destination, lối đi và chốn về cũng ngày nằm trên ngay cái tâm đó thôi. Nó có một cái thứ tâm thức là tâm thức đại dương trong kinh nói. Cái Phật dạy chúng tăng chi ba thì nói này các vị kheo, có ba thứ không bao giờ biết no. Đó là lửa, cứ cung cấp nhiên liệu cho nó cháy không bao giờ bị đủ. Các vị không tin, các vị thử đi. Ông nhân là quay lưng lại, tổ xăng chậm, nó cháy, gọi là cứ có nhiên liệu là nó cháy, lửa không bao giờ biết nó. Các vị có biết sáng nay tôi đọc một cái tin cũng buồn, đó là ở Cyprus là một quốc gia nhỏ ở bên cạnh Hy Lạp, ở bên cạnh Israel. Nó hiện giờ nó đang trải qua một cơn đại hỏa hoạn mà gọi là cấp lịch sử, có nghĩa là từ rất lâu nay thì coi như là Cyprus chưa bao giờ trải qua một cái cơn lửa, một cơn hỏa hoạn kinh dị như vậy. Tôi có một người quen ở đó rất là dễ thương, mà bây giờ mà mũ mai là cái nhà của người này thì nằm ở một cái vùng đồi trọc, cho nên sáng nào cũng không có lầy đâu, nhưng mà sáng nay mình biết là Ý, Israel và Hy Lạp trước mắt á, Ý, Israel và Hy Lạp là ba quốc gia này gọi là maybe hình như có Nga đó, đang lên kế hoạch điều phối máy bay cứu hỏa để mà sang mà dập lửa trên đảo Cyprus. Các vị tưởng tượng mà một cái đất nước mà bị quá quản mà phải nhiều nước rồi giúp thì mình thấy lửa là nắm giờ nó no hết rồi. Cái thứ hai ngày nó là biển không giờ biết no là sao ta. Bây giờ có bao nhiêu nước từ muôn sông đổ về thì nước biển vẫn một mực đó, cứ một lúc thì nó lên tới mức đó nó ngừng, rồi lúc thì nó xuống tới mức đó nó ngừng. Lâu lâu nó làm cái sóng thần cho vui, ví dụ như do động đất hay cái gì đó thì nó động đất về khơi đó, thì nó làm cái sóng thần cho vui. Nhưng mà động sóng thần đây không nghĩa là nước nó bị dư, không phải, mà do nó bị hụt, nó bị một cái chấn động ở ngoài khơi đó thì nó tạo ra sóng thần trong đất liền như vậy thôi. Cho nên lửa không bao giờ biết no, biển không bao giờ biết no, và cái thứ ba là cái lòng tham của chúng sinh không bao giờ biết no. Bây giờ nếu mà tôi là người đang nói chuyện nè, nếu bây giờ mà tôi biết là tôi sống được 8 tỷ năm nữa tôi mới chết không, thì ai cho cái gì tôi cũng thấy ít, tôi nói thiệt. Nếu mà tôi biết chắc là tôi sống được 8 tỷ năm nữa không, và sau khi chết rồi đó là coi như là tôi về trời rồi, tôi sẽ gặp được mà tôi sẽ được nghe Kim Thân Đức Phật thuyết pháp lúc 5.000 năm, hoặc là tôi sẽ gặp được Đức Phật Di Lặc, tôi đắc quả. Tôi biết chắc là từ đây cho đến lúc tôi chứng quả tôi không bị đọa. Nếu mà tôi biết chắc á, không, tôi biết chắc tôi không có sợ gì hết. Thí dụ như vậy thì ai cho gì tôi cũng thấy đủ hết, cũng không đủ hết. Cả một trái đất này nếu mình tặng riêng cho tôi đó thì tôi nói cũng không đủ. Vì sao? Vì thì bên cạnh trái đất thì nó còn bao nhiêu thứ khác á, biết trân trọng cái ngôi sao lùng, những ngôi sao lùng tức là những ngôi sao mà bây giờ nó không còn hoạt động được, nó đang chờ bị hư hoại đó, thì có nhiều cái ngôi sao cái lõi cái ruột của nó, các bạn biết không, còn là quý kim không,
còn là vàng với platinum không. Và nó có những cái ngôi sao mà cái ruột của nó là một khối kim cương, mà cái đường kính của nó đường kính của cái khối kim cương đó, cái lõi kim cương là lên tới hàng ngàn km, phải không? Cho nên là nếu mà mình biết mình sống lâu thì có bao nhiêu cho cũng đủ, không? Rồi đó là nói về tài sản đó nha, còn nói về là bao nhiêu thứ khác, tiếng tâm, quyền lực, tình cảm, bao nhiêu cũng không đủ. Cho nên ngài dạy rằng nó có một cái thứ tâm thức đại dương là như vậy. Tâm thức đại dương nó có hai, đó là cái thứ tâm thức của cái người mà gọi là tham nhiều cũng là tâm thức đại dương, mà người trí nhiều cũng là tâm thức đại dương. Là vì sao? Là vì đại dương có thể dung chứa được bao nhiêu cái thứ động vật, khoáng vật, động vật cũng khoáng vật, và bao nhiêu nước trong đó. Thì một cái người trí tuệ như ngài Sa Lợi Phất, hoặc là như Đức Phật, hoặc là sức nhớ như ngài A Nan, thì những người đó được gọi là có tâm thức đại dương. Như vậy thì tâm thức đại dương nó có hai trường hợp, tích cực và tiêu cực. Tiêu cực đó là tâm thức của cái người mà nhiều lòng tham, còn tâm thức tích cực đó là Đức Phật, tâm thức của những người hiền thiện, những người đại trí. Trong kinh nói, trong một dấu chân con bò không thể nào mà có được một cái khối nước lớn như đại dương, trong một đầu óc bình thường không thể nào có được một cái sức nhớ như là tôn giả anh ấy, như là trí tuệ của tôn giả Sa Lợi Phật. Tức là trong kinh nói cái đầu óc của người bình thường mình á, hạ vua mình thì giống như một cái dấu chân bò, cái lượng nước mà nó có thể chứa được khoảng chừng một cốc thôi, một cốc cà phê thôi, còn nhiều hơn là khoảng chừng lít vậy thôi, nhưng mà không thể nào nó chứa được một cái lượng nước lớn như đại dương, không? Cho nên tâm thức đại dương nó gồm có hai, là tâm thức của người đa tham đa dục, nó cũng gọi là tâm thức đại dương. Thứ hai là tâm thức của người nhiều trí tuệ, nhiều pháp, nhiều thiện pháp, nhiều đức lành, thì cũng là tâm thức đại dương, không? Rồi tiếp theo, chúng ta có tâm thức đồng bằng và tâm thức núi cao. Đồng bằng là sao? Tâm thức đồng bằng là thứ tâm thức ẩm ướt, nó cũng có hai. Tâm thức đồng bằng nó có hai, đó là cái ẩm ướt hay là người nhiều từ tâm, cũng gọi là cái tâm, cái là nội tâm, cái là thứ tâm thức ẩm ướt. Có thể gọi là dung chứa bao nhiêu cái mật sống trong đó. Nhưng mà tâm thức ẩm ướt này cũng có nghĩa là cái tâm thức của cái người mà gọi là tham ái nhiều, có thể tham ái nhiều, tài kiến nhiều, có thể trong tâm thức đó nó sinh sôi ra biết là bao nhiêu thứ, cỏ dại rồi gai gốc rồi thì côn trùng rồi độc xà rồi tùm lum hết, không? Cho nên là cái tâm thức cảm ứng thì cũng có hai tâm thức, tôi gọi là tâm thức đồng ruộng ấy, tâm thức đồng ruộng. Các vị hiểu, các vị sẽ hỏi tôi kinh nào giả trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong cái Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ngài dạy rằng cái nghiệp của chúng sinh nó chính là một cánh đồng, cái thức tái sinh nó chính là cái hạt giống, và trên là tham ái nó chính là cái phù sa, cái màu mỡ mà nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng cái mầm sống, cái chủng tử trên cánh đồng đó. Trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, trong cái phẩm sáu pháp, trong cái phần giảng về sáu pháp kinh đó, tôi nhớ bộ kinh gọi là Bahavat là hữu, Bahavat xuất tác, thì đâu đó ngài có dạy rất là rõ cho ngài Anan, ngài nói là nghiệp tiền nghiệp đó, nó là cánh đồng, thức tái sanh nó là giống, và tham mái nó chính là cái màu mỡ, thì gom chung nó gọi là tâm thức đồng ruộng. Và trong một cái tâm thức như vậy thì nó có thể nó sinh sôi ra bao nhiêu cái vấn đề của thế giới. Và ngược lại cái tâm thức mát mẻ đó thì nó cũng giống như tâm thức, cái tâm thức đồng ruộng này cũng có nghĩa hiểu thì nghĩa tích cực, là tâm thức của cái người mà có từ tâm, có thể bao dung muôn loài, có thể bao dung bao nhiêu thứ cái mầm sống ở trong đó, ai mà cũng thương hết, ai cũng thương hết. Giống như lòng của một người mẹ thương được một đứa con, bác sĩ, tổng thống, thủ tướng, nhưng mà lòng mẹ cũng thể thương cả đứa con tật nguyền, mất trí, tàn tật, mẹ cũng thương, phải vậy mới được. Đó là tâm thức đồng ruộng, không? Tâm thức đồng ruộng ở nghĩa tích cực, tức là ai này cũng thương hết. Các vị về miền Tây á, các vị đã thấy đồng ruộng nó là cái đất sống của biết bao nhiêu loài động vật. Trước hết ẩm ướt mà nó nuôi con người trồng lúa để sống. Và thứ hai nữa, nó ẩm ướt ở đâu có nước, ở đâu có cỏ thì ở đó có côn trùng, thì ở đó có chuột bọ. Hãy có nước, có cỏ thì có côn trùng, mà hãy có côn trùng thì nó có chuột bọ, mà hãy có chuột bọ thì nó có ếch nhái, mà nó có ếch nhái thì nó có răng rít.
Và con người mình ấy cũng sống trên cái môi trường đó, cho nên cái tâm thức đồng ruộng là hiểu theo nghĩa tiêu cực ấy, thì nó là cái thức tâm thức của người nhiều phiền não, đặc biệt là người nhiều tham ái. Nhưng mà tâm thức đồng ruộng nghĩa theo nghĩa tích cực ấy, thì nó là tâm thức của người có nhiều từ tâm, có thể dung chứa bao nhiêu cái mầm sống ở trong đó. Và tiếp theo là cái là tâm thức núi cao. Cái tâm thức núi cao, tâm thức của tâm thức đá khô ấy, nó gồm gồm cái hai. Một là cái người bất nhẫn, cái người người tàn nhẫn, bất nhân, tàn nhẫn bất nhân, không có cái khả năng bao dung tha thứ vì yêu thương muôn loài thì mình gọi là tâm thức đá khô hay là tâm thức núi cao. Nhưng mà nó cũng có một trường hợp nữa, tâm thức núi cao ở đây nó là chỉ cho cái người không có có tiếp tục tạo cái cơ hội để mà sinh sôi, để mà phát triển những cái mầm mống và chủng tử luân hồi nữa. Trong kinh nói cuộc đời nó là một cái cuộc sinh tử này, nó là một cái biển, nó là một cái biển lớn, nó là một cái biển lớn, và từng chúng sinh là những chiếc thuyền trôi nổi trên đó. Đức Phật ngài dạy cái vị thánh hữu học giống như một con thuyền nó cập bến rồi, không còn tiếp tục dông ruổi trên đại dương phong ba bão tố nữa. Còn vị A-la-hán thì giống như cái con thuyền mà nó được kéo lên cạn, là ấp chờ mưa nắng xuống để mà mục rã, không còn tiếp tục những cuộc đi dài ngày trên biển nữa, không có tiếp tục những cuộc đi đó nữa. Thì cái tâm thức núi cao là như vậy đó, tâm thức núi cao là không tiếp tục nuôi dưỡng những mầm sống. Các vị có thấy những cái chóp núi, mà những chóp núi trọc chưa? Chỗ chúng tôi trên núi luôn luôn mỗi ngày chúng tôi nhìn qua bên kia đó là mấy đỉnh núi không có cây, chỉ có tuyết thôi. Tu tập đến một lúc nào đó chúng ta lòng chúng ta như ngọn núi tuyết vậy, không có gì để thích mà cũng không có gì để bất mãn, chỉ có lặng thôi, chỉ có lặng thôi, chỉ có chán chứ không có thích, cũng không có ghét, cũng không có sợ, không có đam mê, không theo đuổi, không có tống khứ, không có chối từ, không có trốn chạy, mà mọi thứ tùy duyên, lạnh ngắt nguội lạnh như vậy. Cho nên trong kinh có một cái câu đó là Phật giữ Phật tri, thánh giữ thánh tri. Có nhiều chuyện mình thấy lạ lắm, mình thấy Đức Phật và các vị thánh tăng có thần thông, có nhiều cái chuyện lẽ ra các ngài dùng thần thông tích tắc cái là giải quyết được rồi, mà tại sao phải để cho mình cần như vậy? Mình bác đi rồi bị chúng chửi, rồi bữa đói bữa no, bữa nắng bữa mưa, bữa sương bữa gió chi vậy, rồi thì đất đá gai cỏ bùn sình rét mướt nóng bức chi vậy? Không, khi mình là thánh rồi mình không thiết tha gì hết, mình còn phàm, mình còn đi tìm cái đi quen, còn tìm cái tiện lợi không có cái cột convenience, cái gì đó thân thuộc, nó thân quen với mình. Nhưng mà thánh thì không, thánh không có convenience, thánh không có quan tâm đến comfortable, mà thánh là tùy duyên, tùy duyên. Có nghĩa là đến giờ thực thì khi khất thực dân biết người nghèo, biết dân sớm là dân sớm nghèo, họ cần làm phước để đời sau sẽ họ khá hơn, chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng mà ra mới nghĩ ngợi nhiều. Còn vào vô mình thì không, hoằng pháp thì phải hoằng chữ nào cho nó sướng cái thân của mình. Ba bốn chỗ mời mà mình cũng phải lựa chọn cái chỗ nào mà nên đi và chỗ nào không nên đi, và cái lý do mà mình chọn lựa đó này phần lớn không phải là vì lý do chánh pháp, mà là lý do cảm xúc, cảm tính cá nhân. Tôi nói quỳnh tẹt là như vậy, tôi nói thôi người đó là tôi cho nó dễ không, thì tôi nhận lời đến một nơi nào đó là tôi tính những cái lý do không hề có chánh pháp, mà lý do rất là đời, rất là cái hàng ly, tôi tránh đi xa, tránh thật. Ở đó tôi biết có người thích tôi nhiều, ở đó tôi có người quen, ví dụ như vậy. Còn ở đó tôi có chỗ, ngoài cái giờ dạy ra tôi có chỗ để chỗ để tôi đi đâu đó, chứ còn cái chỗ đó là một cái thị trấn xa xôi hẻo lắm, chứ tôi cũng làm biến tới, ví dụ như vậy. Như bậc thánh thì không, các bậc thánh nhận lời hay là từ chối hoàn toàn vì lý do chánh pháp, vì lý do trí tuệ, chứ không phải là vì lý do cảm tính bản thân. Không, thì cái tâm thức đó được gọi là tâm thức núi cao. Ở đó không còn chỗ để cho bất cứ một thứ cây cỏ gai gốc bông hoa gì mọc hết, mà chỉ có tuyết, chỉ có gió, chỉ có sương thôi, chỉ có sương trời, chỉ có mây núi thôi. Thì tôi ôn lại cái bài giảng trưa nay, đó là cái chữ tâm địa, các vị còn nghe không? Dạ chúng con nghe. Tự nhiên, dạ còn nghe. Tự nhiên cái nó hiện rồi. Chữ tâm địa thì tùy thuộc vào nha, tùy thuộc vào cái điều kiện sanh tử của mỗi người, mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua chúng ta sống với một thứ tâm thức nào. Tâm thức rừng thẳm, tâm thức phế tích, tâm thức đồng bằng, tâm thức núi cao, tâm thức hoang mạc,
tâm thức lâu đài hay là tâm thức nhà nát. Tiếng Việt Nam mình có chữ nhà nát rất là hay, phải không? Thì tôi nhắc lại, không cần đâu, không cần phải đợi kiếp sau đâu. Như là người Tây Tạng họ còn thiết tha hơn mình đó, họ nói là kiếp sau của bạn có thể là ngày mai, nhưng mà tôi lại theo trong cái đi đạo, tôi lại nói khác, là ngay trong từng phút trôi qua chúng ta đã không ngừng sanh tử luân lưu trong các cảnh giới thông qua các cái gọi là trình độ tâm thức. Đang ở dưới ruộng chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng tâm thức của núi cao, đang sống giữa phố mà chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng tâm thức của rừng thẳm, chúng ta đang ở một cái xứ sở văn minh chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng tâm thức của phế tích, chúng ta đang ở dưới ruộng chúng ta hoàn toàn có thể sống bằng tâm thức hoang mạc đại dương, không, tùy thuộc mình thôi. Và chính cái cõi tâm thức đó, nếu đó là tâm thức đại dương, thì cái cuộc luân hồi sắp tới của mình là một chuyến hải trình trên biển. Nếu mà mình sống bằng tâm thức đồng bằng thì cái sống tiếp theo nó sẽ là đồng ruộng, nó là sình lầy, là mũi rắc, là cá tôm. Nếu mà mình sống bằng cái tâm thức của núi cao thì sẽ có chim hạc, sẽ có sương mù và mây trắng, gió núi, mưa rừng. Còn nếu mà chúng ta sống bằng tâm thức của rừng thẳm thì ở đó chỉ có bóng đêm, chỉ có những đe dọa, chỉ có cái chết rình rập lẩn khuất đâu đó, không, tùy thuộc mình thôi. Tâm thức đại dương, tâm thức núi cao, tâm thức rừng thẳm, tâm thức đồng bằng, tâm thức phế tích, tâm thức lâu đài, tất cả đều là tâm thức hết. Và trưa nay tôi trích dẫn một loạt các bài kinh để các vị thấy cái chữ tâm địa trong một giáo định nghĩa nó rất là sâu. Tôi nhớ tôi từng nói ở đâu đó rằng là về từ ngữ thì đất nước lửa gió là vật chất. Tôi nhấn mạnh lần nữa nha, đúng, đất nước lửa gió là vật chất, nhưng mà thông qua những gì chúng ta hiểu về kinh điển thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm thức chúng sinh trong cái gọi là tâm địa đó, rõ ràng có những người cái tâm họ như đất vậy, nặng nề, nhưng mà cũng có người đất ở đây nó có nghĩa là sự chở che, sự nâng đỡ. Còn nước, nó có hai, một là ẩm ướt, mà hai nó cũng có nghĩa là mát dịu, rửa là tắm táp, là rửa ráy, tắm gội. Nhớ nhà đất nó là nghĩa, nó mang nghĩa là nặng nề, mà nó cũng nghĩa là chở che, là nâng đỡ. Nước cũng có hai nghĩa tích cực và tiêu cực, nó là ẩm ướt hoặc là bầy hầy, mà nó cũng có nghĩa là mát mẻ, là gột rửa, là tẩy gội. Lửa cũng vậy, lửa là nóng bức, là thiêu đốt, là hoang tàn, nhưng mà lửa nghĩa là sưởi ấm và sôi sáng. Và gió cũng vậy, gió cũng có nhiều nghĩa, nó là sự xê dịch, sự di chuyển, là áp sức, là sự tống đẩy. Mà gió nó cũng nghĩa là cái sự mát mẻ, cái sự là tẩy uế, gió nghĩa là sự tẩy uế. Cho nên tùy thuộc vào mỗi người mà chúng ta có một cái tâm hồn như là đất, như là nước, như là lửa hay là gió, ở khía cạnh nào, tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào mấy vị. Ok, chúc các vị một ngày vui. Tôi đã đúng một tiếng đồng hồ rồi. Chúng con tri ân sư. Dạ. Yeah.